Những lần Jennie, Blackpink thách thức dư luận, Jennie, Blackpink luôn cố gắng sống đúng với con người thật của mình mà không màng đến những lời chỉ trích, đánh giá từ công chúng. Thời gian qua, bất chấp những tranh cãi, sức hút của Jennie, Blackpink vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đứng trước sự ghét bỏ và chỉ trích, Jennie vẫn sống thật với con người thật của mình và không quan tâm đến ý kiến của người khác. Bằng nhiều cách khác nhau, Jennie cho thấy mình không bị ảnh hưởng bởi những bình luận ghét bỏ và có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Biểu diễn vũ đạo gợi cảm. Từ giữa tháng 10 năm 2022 đến nay, Blackpink liên tục chạy show cho tour diễn toàn cầu Bonpink. Trong nhiều buổi biểu diễn ở nước ngoài, bốn thành viên luôn có những màn giao lưu vui vẻ với khán giả. Trong đó, thành viên Jennie đã có nhiều cách sáng tạo vũ đạo mới khiến người hâm mộ thích thú. Trong những màn trình diễn của Blackpink, Jennie thường thêm thắt vũ đạo mới và thực hiện các động tác vũ đạo khiêu khích như xoay người để làm nổi bật sân khấu. Nhiều netizen nhận xét, so với Lisa, người có khả năng vũ đạo dứt khoát và Rosé có những đường nét uyển chuyển thì vũ đạo của Jennie lại có phần quyến rũ, khiêu khích hơn. Chính vì vậy, chủ nhân hit solo đã nhận về không ít bình luận trái chiều. Dù nhận về phản ứng dữ dội từ công chúng, rapper chính của Blackpink vẫn không để điều đó ngăn cản cô ấy tận hưởng thời gian của cuộc đời mình trên sân khấu concert. Tham gia The Idol. Sau 7 năm hoạt động, Jennie chính thức ra mắt với tư cách là diễn viên trong bộ phim The Idol. Màn ra mắt diễn xuất của Jennie trong dự án Hollywood The Idol không mấy suôn sẻ. Nữ thần tượng bị chỉ trích xuyên suốt cả series. Khán giả lên án mạnh mẽ những vũ đạo mà Jennie thực hiện trong bộ phim và cho rằng chúng quá gợi cảm, phá hoại hình tượng mà cô đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Tuy nhiên, Jennie cho biết vai diễn này là một thử thách mà cô sẵn sàng đón nhận để trở nên dũng cảm hơn. Cộng với việc Jennie đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm và có thể hiểu được phản ứng của công chúng, đây có thể coi là cách cô thách thức định kiến của khán giả và tìm cách thoát khỏi định kiến đó. Trong một buổi phỏng vấn, Jennie chia sẻ chưa từng thấy hối hận về quyết định đóng phim của mình. Đó là một cơ hội để được là chính mình và trở nên dũng cảm. Mặc trang phục táo bạo, vốn sở hữu vóc dáng chuẩn, Jennie chưa bao giờ ngại thử những trang phục thiếu vải và lộ ra thịt. Trong các MV và chuyến lưu diễn Bonpink, nữ thần tượng luôn biết cách làm mới bản thân bằng những bộ cánh cắt xẻ táo bạo và quyến rũ. Song không ít lần phong cách của Jennie bị cho là quá đà, hớ hênh đến phản cảm. Đặc biệt trong dự án The Idol, Jennie còn khiến công chúng sốc nặng bởi những thiết kế quá hở hang, lộ gần như cả vòng một. Trong khi công chúng lên án phong cách và không tán thành sự lựa chọn của cô, nữ thần tượng dường như không chùn bước và tiến về phía trước với những gì cô thích nhất, thoải mái thể hiện cá tính của mình. Trên trang cá nhân, giọng ca solo thường xuyên đăng ảnh với nội y, đồ xuyên thấu hay cut out, kèm theo tạo dáng khiêu khích, hẹn hò vi BTS. Vào ngày 12 tháng 7, Jennie đã đăng lên trang cá nhân của mình một bộ trang phục rất giống với bộ trang phục trong clip lan truyền được cho là buổi đi dạo đêm của cô và thành viên nhóm BTS vi tại Pháp vào tháng 5. Mặc dù Jennie không đề cập rõ ràng đến sự kiện này, nhưng người hâm mộ coi đây là một sự xác nhận tinh tế về mối quan hệ của hai người. Trước đây, nhiều fan không tin hai người trong clip là Vi và Jennie. Không ngoài dự đoán, công chúa của YG một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận và nhận về vô số những bình luận ném đá từ netizen. Hành động tinh tế này là cách Jennie thể hiện mình không ngại dư luận và không bị ảnh hưởng bởi tin đồn hẹn hò. Mới đây, Jennie mở lòng về thời thơ ấu và những khó khăn mà phải đối mặt trên hành trình hoạt động nghệ thuật. Nữ thần tượng thừa nhận với tư cách thần tượng K-pop, nhiều khía cạnh của cô bị hạn chế. Nhiều điều tôi không được phép thể hiện vì là thần tượng K-pop, tôi từng sợ hãi phải bộc lộ bản thân. Qua thời gian, mọi thứ phát triển, tôi có thể thể hiện mình. Mọi người nhìn nó như hành động phá vỡ ranh giới. Dù nhận về hàng loạt những chỉ trích, nhưng Jennie vẫn là một trong những nữ idol hàng đầu của K-pop.